Các bạn xem thì nhớ để lại một like trước khi rời đi nha. Nhìn vào số liệu bên dưới 100 người, xem chỉ có 6 người đăng ký và like. Thật sự rất buồn ạ. Bấm like và đăng ký để ủng hộ mình nhé. Qua đèn, một tình huống phải nói là quá cảm giác để đưa mình vào chỗ quan tài. Mấy nhóc này bút mẩn với thầy, làm việc cho thầy đi. Thôi đòi chạy kia, ui rồi ơi, nhà nó phải thua vãi lồn rồi, còn nút trong nhà nó lại mà nó đứng. Cái lồn ma này cứ đúng hoài mà. Cái lồn ma là chơi game. Cái lồn này cứ đúng hoài, đồ ma chơi game. Ao nhây. Thôi, đầy cái máu, cái lồn ma chạy đi thôi. Đồ ma, mày tao bữa mày chết mày, mày luôn đó phụ. Bão sóng giăng khắp nơi, biết yêu là sai mà thôi mà thế thì trong lòng vẫn đau. Tôi buồn chẳng đây vẫn chưa nhìn thấy nơi đâu thành điều ước mong. Một hai ba bốn canh rồi, người ta lo trốn xa xôi. Giờ đang êm ấm với ai kia rồi còn em bé nói. Tan tan tan, sao đi? Yêu em đã chung rồi, nhưng đâu mấy tháng nữa giờ đang đeo nơi. Chuyện xa xa cũng không, anh vẫn mãi là lòng chỉ đánh đấm để còn lại người. Sao đi? Nào anh đưa mấy phút về, để nhau đứng đó lại nhớ nhau đến.
3 4 5 6 7 8 8 3 4 5 6 7 8 8 4 5 6 7 8 8 6 7 8 8 6 7 8 8 8 8 8 Gia đình tôi chơi vô chơi giới chơi, tưởng nó chừa rồi. Ai về tháng sau nó gom vàng vòng nhà tôi nó bán hết trơn nữa. Nó ăn cắp một lần bằng ba nó làm cả năm vậy. Em bỏ học từ năm 13 tuổi. Thấy gia đình khá giả, không có thiếu nợ, nên là em ăn cắp tiền phụ mẹ. Để mà mẹ có thiếu nợ thì em cũng tạo thêm một chút động lực để cho mẹ trả nợ. Em mới mua con Valentino bá dương âm nhạc, có skin đăng đam cũng dâu nữa. Có khi nào ăn cắp nhiều tiền tới dư không? Dư thì em lấy em nạp Free Fire. Sanyeong
chiều.